Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phẩm thứ tư, nói về nghiệp cảm của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Khi bấy giờ Đại Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, vì con nhờ sức uy thần của Đức Như Lai nên mới phân thân được thân hình này đi khắp trăm nghìn vạn ức thế giới để cứu vớt hết thảy chúng sinh đang chịu nghiệp báo. Nếu không có sức đại từ của Đức Như Lai thì không tài nào biến hóa được như thế. Con nay lại được Phật phó chúc về sau này đến khi Bồ Tát A Dật Đa Di Lặc thành Phật thì phải độ cho hết chúng sinh trong sáu đường. Con xin vâng lời, cúi xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm nữa. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Hết thảy chúng sinh chưa được giải thoát, tính thức không định, quen làm điều ác kết thành nghiệp xấu, quen làm điều thiện kết thành quả tốt, làm thiện làm ác tùy cảnh mà sinh luân chuyển năm đường không lúc nào ngớt. Trải qua nhiều kiếp như số bụi trần, mê hoặc chướng nạn như cá trong lưới, theo dòng nước chảy, thoạt vào lại ra, thoạt ra lại vào. Vì lũ ấy như thế nên ta thương xót lắm. Nghe ông làm theo lời phát nguyện đã từ bao đời, đổ hết cho những lũ ấy thì ta còn lo gì nữa. Nói đến đấy, trong hội có một vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ bao nhiêu kiếp đến nay đã phát nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn khen ngợi ân cần như thế? Xin Đức Thế Tôn thuyết qua cho chúng con được biết. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: Nghe cho kỹ, nghe cho rõ, phải nên ngẫm nghĩ cho kỹ, ta sẽ phân biệt giải thuyết cho nghe. Nguyên vậy đời xưa đến nay không biết nói là bao nhiêu Na Do Tha A Tăng Kỳ Kiếp. Khi bấy giờ Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, thọ mệnh của Đức Phật ấy tới 6 vạn kiếp. Thuở chưa xuất gia, Ngài còn làm vua một nước nhỏ, cùng kết bạn với một ông vua nước láng giềng. Hai vị đều tu thập thiện, làm lợi ích cho chúng sinh. Thấy nhân dân ở nước láng giềng làm nhiều điều ác, nên hai ngài cùng bàn nhau đặt ra nhiều phương tiện. Một vị phát nguyện, cầu sớm thành Phật để độ hết lũ ấy không còn sót một người nào. Còn một vị phát nguyện, nếu không độ được lũ chúng sinh khổ não cho được an vui, đến ngôi Bồ Đề thì chưa nguyện thành Phật vội. Phật bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: Ông vua phát nguyện cầu sớm thành Phật ấy tức là Đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chúng sinh khổ não mãi mãi, chưa chịu nguyện thành Phật vội, tức là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Lại về đời xưa, cách đây không biết bao nhiêu A Tăng Kỳ Kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Thọ mệnh của Ngài là 40 kiếp. Trong đời Tượng Pháp, có một vị La Hán có phúc độ chúng sinh. Nhân đi giáo hóa gặp một người con gái tên là Quang Mục, làm cổ cúng vàng. Vị La Hán hỏi, muốn cầu nguyện gì? Quang Mục thưa rằng, hôm nay nhân ngày giỗ mẹ con muốn nhờ phúc để cứu giúp cho mẹ. Không hiểu mẹ con thác sinh ở ngã nào. Vị La Hán chạnh lòng thương mới nhập định quán thấy bà mẹ Quang Mục phải đọa đường ác, cực khổ vô cùng. Vị La Hán hỏi Quang Mục rằng, lúc mẹ con còn sống đã làm hành nghiệp gì mà nay đương ở trong đường ác chịu cực khổ như thế? Quang Mục thưa rằng, tính mẹ con thường thích ăn cá, ba ba, vân vân, đã hay ăn cá và ba ba mà lại còn thích ăn nhiều trứng của những loại ấy nữa, hoặc tráng hoặc nấu tha hồ ăn uống. Những mạng bị hại như thế kể có gấp mấy nghìn vạn. Xin tôn giả từ mẫn thương xót bảo cho cách nào mà cứu ra khỏi được. Vị La Hán thương xót mở lòng phương tiện khuyên Quang Mục rằng, con nên chí thành niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và tô vẽ hình tượng Ngài, thì kẻ còn người mất đều được phúc báo. Quang Mục nghe xong, liền xả những vật sở thích để sưu tầm và tô vẽ tượng Phật mà cúng dường. Lấy dốc một lòng cung kính khóc thương, chiêm lễ đến quá nửa đêm. Bỗng nhiên chiêm bao thấy thân Phật sắc vàng rực rỡ,
như núi Tu Di phóng hào quang rất lớn mà bảo Quang Mục rằng: "Chẳng bao lâu nữa mẹ con lại sinh vào nhà con, vừa mới biết đói rét đã biết nói ngay." Quả nhiên phải sao đứa ở gái trong nhà sinh được một đứa con chưa đầy 3 ngày mà đã biết nói, cúi đầu thương khóc, bảo Quang Mục rằng: "Cho hay quả báo của nghiệp duyên sinh tử mình phải chịu lấy, ta đây xưa là mẹ của con, bấy lâu phải ở chỗ u ám tối tăm, từ lúc lìa con mà đi phải đọa mãi ở trong đại địa ngục. Nay nhờ phúc lực của con mới được đầu thai làm người hèn hạ, rồi bị chết non. Chỉ sống đến 13 tuổi rồi lại phải sa đọa vào đường ác. Con có cách gì khiến cho mẹ được giải thoát chăng?" Quan Mục nghe nói, biết đích là mẹ mình không sai, nghẹn ngào thương khóc mà thưa với con người ở rằng: "Nếu quả là mẹ tôi, chắc biết rõ căn nguyên tội cũ do hành nghiệp gì mà bị đọa vào đường ác như thế." Con người ở đáp rằng: "Vì hai nghiệp giết hại và chửi rủa, cho nên chịu báo. Nếu chẳng nhờ có người làm phúc cứu trừ khổ nạn cho ta, thì hai nghiệp ấy chưa có thể giải thoát được." Quan Mục lại hỏi: "Sự thể tội báo trong địa ngục như thế nào?" Con người ở đáp: "Những nỗi khổ của tội nhân thực không nỡ nói ra, mà có nói nữa cho đến 100.000 năm cũng không hết." Quan Mục nghe rồi nức nở kêu khóc, hướng lên trên không mà rằng: "Xin nguyện cho mẹ con thoát khỏi địa ngục mãi mãi, hết kỳ 13 tuổi, không còn mắc tội gì nặng và trải qua các đường ác nữa. Xin 10 phương chư Phật từ bi thương xót hãy nghe. Con vì mẹ mà phát lời thề nguyện lớn rằng, nếu mẹ con được lìa hẳn 3 ngã và nơi hèn hạ này, cho đến đời đời kiếp kiếp không phải làm thân đàn bà nữa, thì con xin nguyện, đối trước tượng Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, từ nay trở đi cho đến 100.000 vạn ức kiếp sau này, hễ thế giới còn có chúng sinh chịu khổ trong địa ngục và 3 ngã ác, thì con còn thề nguyện cứu bạc hết, khiến cho họ thoát ly những nơi ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, những người phải tội báo như thế, thành Phật cả rồi, nhiên hậu con mới lên ngôi chính giác." Dứt lời nguyện, liền nghe thấy Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai bảo rằng: "Này Quan Mục, con thật có lòng đại từ mẫn, thiết tha vì mẹ mà phát lời nguyện lớn như thế. Ta quán thấy mẹ con khi hết hạn 13 tuổi bỏ báo thân ấy sẽ được sinh làm phạm chí, thọ lâu 100 tuổi. Hết báo thân ấy được sinh lên quốc độ vô ưu, thọ mệnh không biết là bao nhiêu kiếp. Rồi sau khi thành quả Phật độ khắp nhân, thiên, số như các sông Hằng." Phật bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: "Vị La Hán lấy phúc mà độ cho Quan Mục lúc bấy giờ, tức là Bồ Tát Vô Tận Ý. Mẹ Quan Mục tức là Bồ Tát Giải Thoát, còn nàng Quan Mục tức là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Biết bao nhiêu kiếp xưa kia Bồ Tát Địa Tạng đã có lòng từ mẫn bao lần phát nguyện nhiều như số các sông Hằng, độ khắp chúng sinh như thế, cho nên sang đời sau này, nếu có đàn ông hay đàn bà nào không chịu làm thiện chỉ làm ác, cho chí không tin nhân quả, tà dâm, vọng ngữ, nói hai lưỡi, ác khẩu, hủy bán đại thừa, vân vân, các chúng sinh làm những nghiệp ấy tất phải đọa vào đường ác. Nếu gặp được bậc thiện tri thức khuyên bảo, quy y Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ trong một lát, những chúng sinh ấy đều được giải thoát tội báo trong 3 ngã ác ngay. Nếu hay chí tâm quy kính và chiêm lễ tán thán, đem hương hoa, y phục, các thứ châu báu và các thức ăn uống mà dâng Bồ Tát, thì 100.000 vạn ức kiếp về sau này thường được ở các tầng trời, hưởng sự vui thú vô cùng. Sau khi hưởng hết phúc ở cõi trời, sinh xuống cõi nhân gian, lại còn 100.000 kiếp làm vua chúa và nhớ được gốc ngọn nhân quả về kiếp trước. Này Bồ Tát Định Tự Tại Vương, như thế thì đủ rõ Bồ Tát Địa Tạng có sức uy thần lớn, chẳng thể nghĩ bàn, làm lợi khắp chúng sinh. Các ông là bậc Bồ Tát nên ghi lấy kinh này để truyền bá cho rộng ra." Bồ Tát Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: "Lạy Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài đừng bận tâm, chúng con có 100.000 vạn ức Bồ Tát Ma Ha Tát, thường vân uy thần của Phật mà diễn giảng kinh này khắp cõi Nam Diêm Phù Đề để lợi ích cho chúng sinh." Bồ Tát Định Tự Tại Vương
Bạch Đức Thế Tôn xong, chắp tay cung kính làm lễ mà lui. Khi bấy giờ có bốn vị thiên vương coi bốn phương, ở tòa ngồi cùng đứng dậy chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ bao nhiêu kiếp đến nay đã từng phát nguyện lớn, làm sao đến bây giờ vẫn chưa độ hết chúng sinh, lại cần phải phát nguyện rộng lớn như thế nữa. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà chỉ giáo cho. Phật bảo bốn vị thiên vương: Hay thay, hay lắm thay, ta nay vì các ông cùng các trời người ở đời này và đời sau, mở rộng đường lợi ích mà nói những sự phương tiện của Bồ Tát Địa Tạng đã thương xót, cứu bạc, độ thoát cho hết thảy chúng sinh khổ não trong đường sanh tử, ở cõi Nam Diêm Phù Đề, trong thế giới Sa Bà. Bốn vị thiên vương bạch rằng: Kính vân, lạy Đức Thế Tôn, chúng con cần được nghe. Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Bồ Tát Địa Tạng từ nhiều kiếp cho đến ngày nay, độ thoát chúng sinh còn chưa hết nguyện. Vì thương xót chúng sinh khổ não đời nay, quán rõ các nghiệp nhân liên miên không trước hàng vô lượng kiếp về sau, cho nên lại phát nguyện nặng nề như thế. Bồ Tát Địa Tạng ở cõi Nam Diêm Phù Đề trong thế giới Sa Bà dùng trăm nghìn vạn ức phép phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sinh thì dạy cho biết vì mầm phả ấy mà chịu báo chết non. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy cho biết vì thế bị quả báo nghèo cùng khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy cho biết vì thế bị quả báo làm loài chim sẻ, bồ câu và uyên ương. Nếu gặp kẻ ác khẩu thì dạy cho biết vì thế bị quả báo họ hàng cãi nhau đánh nhau. Nếu gặp kẻ hay dèm chê thì dạy cho biết vì thế bị quả báo thiếu lưỡi và lỡ mồm. Nếu gặp kẻ hay giận dữ thì dạy cho biết vì thế bị quả báo xấu xa tàn tật. Nếu gặp kẻ bõn xẻn thì dạy cho biết vì thế bị quả báo cầu nguyện gì cũng không được. Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ thì dạy cho biết vì thế bị quả báo đói khát và đau khổ. Nếu gặp kẻ rong ruổi săn bắn thì dạy cho biết vì thế bị quả báo điên cuồng đến chết. Nếu gặp kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ thì dạy cho biết vì thế bị quả báo trời đất ra tay giết hại. Nếu gặp kẻ đốt cây trên rừng trên núi thì dạy cho biết vì thế bị quả báo điên cuồng đến chết. Nếu gặp kẻ làm mẹ hay bố dượng, mẹ ghẻ ác độc thì dạy cho biết vì thế bị quả báo trở lại đầu thai, chịu sự roi vọt như thế. Nếu gặp kẻ dùng lưới đánh chim và bắt chim non thì dạy cho biết vì thế bị quả báo cốt nhục lìa tan. Nếu gặp kẻ hủy bán ngôi tam bảo thì dạy cho biết vì thế bị quả báo mù điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh nhận giáo pháp thì dạy cho biết vì thế bị báo đọa mãi trong ngã ác. Nếu gặp kẻ phá hại của thượng trụ thì dạy cho biết vì thế bị quả báo ức kiếp luân hồi trong địa ngục. Nếu gặp kẻ phá phạm hạnh hoặc vu oan cho thầy tu thì dạy cho biết vì thế bị quả báo làm súc sinh mãi mãi. Nếu gặp kẻ thui nấu băm chặt giết hại các sinh vật thì dạy cho biết vì thế bị quả báo luân hồi đền mạng. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì dạy cho biết vì thế bị quả báo làm cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phá của trời một cách vô lý thì dạy cho biết vì thế bị quả báo thiếu thốn đủ đường. Nếu gặp kẻ ta đây kiêu ngạo thì dạy cho biết vì thế bị quả báo làm tôi đòi hèn hạ. Nếu gặp kẻ nói hai lưỡi làm cho đánh nhau, cãi nhau, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy cho biết vì thế bị quả báo đầu thai ở chốn xa nơi phân hóa. Những tập khí ác vậy ba nghiệp, thân, khẩu, ý của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề kết thành trăm nghìn thức báo ứng, nay mới nói lượt qua đây thôi. Nghiệp cảm của các chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề khác nhau như thế, nên Bồ Tát Địa Tạng dùng trăm nghìn phương tiện để giáo hóa cho họ. Các chúng sinh ấy phải thụ các báo như thế, rồi sao mới đọa vào địa ngục hàng bao nhiêu kiếp, không có kỳ hẹn nào thoát ra được. Cho nên bọn các ông bảo hộ nhân dân đất nước, chứ để nhân nghiệp cảm ấy làm mê hoặc chúng sinh. Bốn vị thiên vương nghe rồi, rớt nước mắt thương xót và tán thán, chắp tay làm lễ mà lui. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đến đây là hết quyển đầu.
Sam-mo-di-so-ha.